Cặp chóe cao như thế, tức là nó cao 2 mét đúng không ạ? 2 mét mà cái bán kính của nó là đường cao kính. cao hơn chứ, 2,5 m. 2 mét rưỡi. Cái đường kính là bao nhiêu ạ? Không, đường kính là 1,3 m. 1,3 m. Cá mà cao nhất là bao nhiêu rồi ạ? 6 tỷ 050 triệu. 6 tỷ ạ? 6 tỷ 050 triệu. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Việt Nam. Huệ đang ở làng gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Lát nữa thì Huệ sẽ giới thiệu với các bạn nghệ nhân Phạm Anh Đạo, 43 tuổi, tác giả của đôi chóe to nhất Việt Nam. Đôi chóe này thì làm bằng chất liệu gốm sứ theo phương pháp thủ công. Đặc biệt hơn nữa thì anh Đạo là một người khiếm thính nhưng đôi tay của anh thì rất tài hoa. Và anh là người duy nhất của làng gốm Bát Tràng vẫn còn làm gốm bằng phương pháp thủ công. Đây là xưởng gốm của gia đình anh Đạo. Tuy nhỏ bé nhưng hàng ngày tạo ra rất nhiều những sản phẩm gốm sứ có giá trị nghệ thuật cao. Những hoa văn rất là tinh xảo. Thưa các bạn, anh Đạo thì đang chuẩn bị làm một cái sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách. Nên anh đang đo cái kích thước. Chú ơi, thợ người ta đang đặt làm một cái sản phẩm này hả chú? Ừ, toàn hàng đặt đấy chứ. À thế ạ, cái này nó là cái gì hả chú? Cái đĩa. À cái đĩa, ừ. Tức là mình phải làm đúng với cái hình dáng này. Đúng hình dáng kích thước. Và màu sắc luôn á. Rồi. À cái màu này nó là màu xanh ngọc. À. Tức là ai mà có nhu cầu. Ai nhu cầu thì. Vâng ạ, thì sẽ gửi hình ảnh. Rồi. Và nếu một cái đĩa này thì anh Đạo sẽ làm trong bao nhiêu lâu ạ? Xong bây giờ. À thế ạ, làm nhanh lắm ạ. Vâng, 5 phút. 5 phút đấy ạ. Chị ơi, hiện tại là ở làng mình là chỉ còn có một mình, nhà mình là làm thủ công thôi hả chị? Cũng có một số nhà nữa nhưng mà thợ thì không phải ở Bát Tràng, mà thuê nơi khác. À, tức là ở nơi khác, còn đây là nhà mình là người gốc ở làng. Chị ơi, cái đĩa này thì là khách hàng ở đâu người ta đặt vậy ạ? Cái này là khách ở bên phố, bên Hà Nội. À. Anh Đạo ơi, nó thẳng lên, nó không phải tẽ ra đâu. Chụp nó thế thôi, nó thẳng lên này. Ngắn thôi, cắt bớt thôi. Thôi được rồi. Tức là giá thành của cái đĩa này khi mà nó thành phẩm ấy thì là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Giới thiệu với các bạn, đây là chị Trinh, là vợ của anh Đạo. Thì chị Trinh ơi, em được biết anh Đạo qua một cái cặp chóe Tứ Linh. Mà được biết nó là hiện nay nó là cái cặp mà lớn nhất Việt Nam. Thì chị có thể chia sẻ với khán giả về cái việc mà anh chị làm cái cặp chóe này, nó có vất vả lắm không? À, về cái cặp chóe này thì anh ấy làm năm 2010. Vâng. Tức là cái năm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. À, thế ạ. Thì cái ngày đó thì
ở bên Sở Công Thương có một cái kêu gọi là mỗi một nghệ nhân, cái thời đấy anh chưa là nghệ nhân, mỗi một nghệ nhân và một thợ giỏi có ít nhất là 1 đến 2 tác phẩm để tham gia triển lãm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Vâng. Thế thì ngày đó anh ấy mới chỉ là thợ giỏi thôi. Vâng. Thì anh ấy mới quyết tâm để làm một cái tác phẩm nào đấy để tham gia cái sự kiện vậy. Vâng. Là anh ấy có bàn với tôi về cái việc mà sẽ sản xuất một đôi chóe với kích thước lớn. Vâng. Mà từ trước đến giờ là anh chưa làm. Vâng. Mà thậm chí kể cả tất cả các làng nghề khác thì cũng chưa có ai có những các cái tác phẩm có kích thước lớn như vậy. Thì ban đầu thì anh ấy cũng bàn về cái việc đó, nhưng mà tôi thấy là cái rủi ro nó rất là cao. Vâng. Vì cái thứ nhất là anh ấy chưa làm bao giờ. Vâng. Cái thứ hai nữa là để mà làm theo kích thước lớn như thế mà đối với cái sản phẩm thủ công nó lại càng khó hơn nữa. Vâng. Mình phải rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà tạo hình rồi nghiên cứu các cái nguyên liệu. Vâng. Để nó có thể chịu được được cái sức lớn và cái sức nặng như vậy. Vâng. Thì sau một thời gian anh ấy thử nghiệm, tức là ở trên các cái nguyên liệu anh ấy tự. Vâng. Tự điều chế. Vâng, tự điều chế ra thì là anh ấy mới quyết tâm anh làm cái đôi chóe đấy. Thế là làm trong mất bao nhiêu lâu hả chị? Làm mất khoảng một năm đấy. Một năm ấy mới xong một đôi đấy. Tức là mình làm từ lúc bắt đầu làm đến lúc mà thành phẩm. Vâng. Nó vào khoảng một năm. Khoảng một năm. Thế là cũng mất rất là nhiều công phu đúng không ạ? Mất rất là công. Cái thời gian anh làm cái đấy thì anh tập trung vào làm cái đấy thì xưởng nó dừng sản xuất hết. Dừng sản xuất hết. Không làm. Bởi vì như này, anh ấy là thợ chính. Vâng. Cái công việc của anh ấy là tạo hình. Vâng. Sản phẩm. Nên là anh ấy tạo hình ra được thì các khâu sau mọi người mới có thể làm được. Ví dụ như vẽ hoặc đắp hoặc khắc. Vâng. Thì mọi người mới có thể làm được. Nhưng mà anh ấy tập trung vào cái đấy nên khoảng mất một năm ấy, anh ở xưởng này là tạm dừng hoạt động. Thì những cái hoa văn ở trên cái chóe đấy là cũng anh Đạo là người vẽ lên ạ? Anh Đạo là người làm trực tiếp. À thế ạ. Vì các cái sản phẩm gọi là thông thường ấy thì hai vợ chồng cũng có thuê một số nhân công. Vâng. Để giúp đỡ mình cái việc đấy để đẩy nhanh cái tiến độ. Vâng. Còn đâu những các cái mà gọi là tác phẩm như là đôi chóe hoặc một số các cái tác phẩm khác thì trực tiếp anh ấy làm từ đầu đến cuối. Em cũng rất tò mò là cái cặp chóe cao như thế, tức là nó cao 2 mét đúng không ạ? 2 mét mà cái bán kính của nó là cao, đường kính cao hơn chứ, 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi. Cái đường kính là cao bao nhiêu? Đường kính là 1 mét 3. 1 mét 3. Cao 2 mét rưỡi. Tức là một cái cặp đôi khủng như thế thì anh ấy phải thiết kế cái lò nung như thế nào? Đúng rồi. Xưởng này và cái lò nung hiện tại anh đang sử dụng. Vâng. Thì không đủ tiêu chuẩn để mình có thể làm thế. À, thế ạ. Vâng, và anh ấy có thuê một xưởng. À thế ạ. Một xưởng họ nghỉ sản xuất ấy. Và thuê cái xưởng rất là lớn và cái lò cũng rất là lớn. À thế ạ. Đủ để có thể cho hai cái tác phẩm đấy vào đun cùng một lúc. Thế là nung thì trong bao nhiêu lâu hả chị? Mới xong cái đôi đấy. Nung mất 3 ngày đấy. 3 ngày, tức là mình phải nung từng cái một chứ ạ? Không, nung liền hai tác phẩm cùng với nhau. Thế và cái tác phẩm đấy thì hiện tại là nó đặt ở đâu hả chị? Hiện tại thì nó đang được đặt ở cái trung tâm đấu giá Lạc Việt. À, thế. Tức là đã bán chưa hay là vẫn để trưng ạ? Vẫn để trưng. À, vẫn để trưng. Thế và anh chị thì có mong muốn là bán cái cặp chóe đấy không ạ? Thực ra thì trước là cái cặp chóe đấy là cũng được đưa ra đấu giá đấy. Vâng. Thế là cái giá mà cao nhất là bao nhiêu rồi? 6 tỷ 050 triệu. 6 tỷ ạ? 6 tỷ 050 triệu. Thế và nếu mà bây giờ mà có vị khách nào mà khách hàng nào mà muốn mua thì anh chị cũng bán đúng không ạ? Bây giờ thì anh lại không bán rồi. Không bán ạ. Chính cái đôi chóe đấy cũng là cái tác phẩm mà để anh ấy được công nhận là nghệ nhân. Vâng. Và nó cũng là một cái đôi chóe đạt kỷ lục lớn nhất. Vâng. Có kích thước lớn nhất tại Việt Nam bằng phương pháp thủ công. Vâng. Thế là anh ấy được công nhận nghệ nhân là năm bao nhiêu tuổi ạ? Năm anh ấy năm 2012. Thì anh được công nhận nghệ nhân thì năm anh sinh năm 77. Cũng là một cái nghệ nhân, một trong những nghệ nhân trẻ đúng không? Đúng rồi. Đất nước. Ngày đó anh mới có ba mấy tuổi thôi. Chị ơi, em được biết anh Đạo thì cũng có rất nhiều những giải thưởng về nghề. Thì chị có thể giới thiệu qua cho em về những cái giải thưởng đấy không ạ? Nhiều lắm, anh ấy nhiều lắm. Nhưng mà tôi có thể nhớ được một số cái. Ví dụ như là
nghệ nhân trẻ tuổi nhất này. Trẻ tuổi nhất. Bàn tay vàng nghề gốm sứ năm bao nhiêu thì cũng không nhớ. Và 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô Hà Nội. Vâng. Rồi nhiều lắm, không nhớ hết. Nhiều lắm nhỉ. Thưa các bạn, mình đang đứng ở khu Lò Bầu, là nơi trưng bày rất là nhiều những cái sản phẩm đặc sắc của làng gốm Bát Tràng. Và ở đây thì có một cái đôi chóe của anh Đạo làm thủ công cũng rất là lớn. Đây các bạn xem. Kích thước của cái chóe này nó cũng vào tầm khoảng gần 2 mét nha các bạn. Trên đây thì có những cái hoa văn nổi rất là tinh xảo. Bên đây thì chành thứ bình. Mỗi cái chóe thì có những cái hình hoa văn in nổi là tranh tứ bình. Đều là do anh Đạo tự tay vẽ và đắp lên đây. Em thì cũng rất là tò mò, tức là cái anh thì lại là một người khiếm thính đúng không ạ? Thì ngày xưa khi mà chị như thế nào đấy, có cái duyên nào đấy để chị lập gia đình với anh ạ? Nói thế này thì nó đúng, cũng đúng là một cái duyên. Vâng. Là vì bản thân mình cũng sinh ra cũng làm gốm. Vâng. Thì anh ấy cũng làm gốm. Thế nhưng mà ở hai làng nghề khác nhau. Vâng. Mình là nghề Kim Lan, còn anh ấy thì là Bát Tràng. Con ra ngoài làng và nhìn thấy anh ấy làm gốm ở đấy. Vâng. Thì ngày đó thì mình cũng chưa hiểu cái gốm thủ công nó làm như thế nào. À thế ạ. Là vì trước kia, xưa kia thì các cụ ở Bát Tràng là làm gốm theo phương pháp thủ công. Vâng. Nhưng cái thời, từ thời cụ mình rồi, ông với cụ mình rồi thì mình sinh ra là cũng không, nó bị thất truyền rồi. Vâng. Không còn biết đến cái phương pháp làm gốm thủ công như nào nữa. Vâng. Thì ngày đó thì lên trên này và xem anh ấy thao diễn nghề thì thấy anh ấy làm rất là, thấy rất là tài năng. Là vì vâng, có mình làm theo phương pháp công nghiệp ý thì nó có rất là nhiều các cái công đoạn, rồi tất là rất là nhiều máy móc và khuôn vâng, cốt hỗ trợ. Vâng. Thế nhưng mà anh ấy làm thì chỉ có một bàn, cái bàn xoay và một cục đất thôi. Vâng. Anh ấy tạo nên được một từ đôi bàn tay đúng không? Từ đôi bàn tay. Đấy, chứ không cần nhờ máy móc hoặc khuôn cốt hỗ trợ. Vâng. Em thấy rất là tài. Thế nhưng mà cũng không biết anh là ai. Vâng. Sau rồi thì anh ấy xuống dưới đấy chơi và dần dần qua lại quen thì nhận ra đúng là ngày xưa mình, năm trước mình đứng mình nhìn anh ấy làm như vâng, thế này. Xong rồi thấy anh ấy không phải là người hoàn thiện ấy, anh ấy kiếm khiếm thính nên là khi mà giao tiếp mà nói chuyện với anh ấy thì tại từ bé đến giờ là cũng mình chưa tiếp xúc với những người mà bị thiệt thòi như vậy. Thế nên là cảm giác nó cứ thương thương, mến mến, xong rồi quyết định lập gia đình cùng anh ấy. Em điều mà em nhận thấy ở anh Đạo là một cái sự rất là giản dị và chân thật đúng không ạ? Đúng. Anh cũng là một cái nghệ nhân mà cũng hiếm gặp bây giờ. Nghệ nhân là... anh ấy là nghệ nhân duy nhất. Vâng. Còn tức là còn trực tiếp làm nghề. Vâng. Chứ còn những nghệ nhân người ta làm theo phương pháp công nghiệp thì họ có sự hỗ trợ của vâng, các của máy móc đúng không ạ? Và nhân viên họ đào tạo nên. Đó, không trực tiếp sản xuất. Tức là cái chỗ làm việc của anh là chỉ có thế này thôi đúng không ạ? Đó, đồ to, đồ nhỏ, chỉ có thế thôi. Mình xin phép được kết thúc video tại đây ạ. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video hấp dẫn hơn nữa. Và mình hy vọng rằng qua video này thì các bạn sẽ yêu hơn cái nghề truyền thống của đất nước, cũng như là trân trọng cái giá trị lao động của những nghệ nhân như anh Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.